Xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay Nông Cơ Nguyễn Châu em sẽ giới thiệu cho mấy anh em một cái lô động cơ hai máy Isuzu 255 262 đó. Đây, tôi sẽ quay sơ lược một vòng cho anh em xem ha. Đó, con này còn rất là đẹp. Con này thì em lấy trung bình một con ra ha. Đó, một con trung bình thôi, không xuất sắc quá, không xấu quá, để quay cho anh em tham khảo. Thì anh em muốn mua loại xuất sắc hay là xấu thì cứ liên hệ, nó tùy theo cái túi tiền của anh em thôi. Đó, đẹp ghê không? Đây, 262. Đó, con này thì nó nằm khoảng 17 HP ha. Đó, về cho anh em chạy xuồng vỏ gì cũng được, kéo máy hấp điện, cái co dầu anh em ha, 7 màu. Trên nước 7 màu bơm thì đập từng chi tiết luôn. Đó, này nó còn em giấu này. Quay rất là cẩn thận cho anh em xem cái máy nó đẹp cỡ nào. Trong đây thì nó có cái lớp B nè, về thì anh em mình khi xài á, anh em mở đi ha, tháo ra đây nè, cái co nhớt rồi nè anh em thấy không. Đó, cái củ đề nè nó còn rất là đẹp luôn, bô chấm bóc mũ tinh, cái cục canh được nè ha, rất là đẹp. Đó, con này thì tầm 5-6 triệu gì đó. Rồi nổ coi, nó chính xác vô để nó kẹt ra ngoài. Thứ này thì đụng là nổ, đụng là nổ thôi. Chứ đâu cần gì đâu nè, buông ra đây, buông ra, đó nha, đừng có đè nó chặt quá, cứ nương nương nó thôi, đó nha, một tay là vịnh rồi nha, mở cái nút đó ra là. Nói lại cái nữa ai. Nổ là rút ra liền, để đừng cho nó quay nhiều, máy nó dễ nổ. Nổ đã ra. Nổ qua không ta. Rồi, nó ra vậy là vừa. Không lớn cũng không nhỏ. Đi đâu. Rồi anh em nào có nhu cầu thì kết nối với em ha. 0913948706 và 0972547272. Đây là cái tắt điện nè. Và ví dụ anh em không câu tắt điện thì nhấn vô. Đó, nhấn vô đây thôi là nó tắt thôi. Đó. Rồi anh em muốn quay về những cái con máy gì thì cứ liên hệ. Đó, em rất là nhiều đây nè. Nhiều khủng khiếp luôn. Đây. Con rùa cẩu nè, cũng bị dao nè. Con màu quanh 46. Đó, rất là nhiều mặt hàng cho anh em lựa chọn. Rồi thôi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em.